Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh của Xuân Đỉnh Audio. Video buổi trưa ngày hôm nay là ngày 15 tháng 12. Thì cửa hàng Xuân Đỉnh lại cập bến rất là nhiều những cặp loa bãi để phục vụ cho các bác phối ghép về những bộ âm thanh. Bên cạnh đó thì có những chiếc âm mê rất là khủng. Vì trong video này thì Xuân Đỉnh lại về những dòng sân xui. Các bác có thể lấy cả bộ phối ghép cũng được, hoặc là các bác có thể lấy lẻ thì tùy theo nhu cầu sử dụng của mình. Mọi thông tin chi tiết các bác cứ alo trực tiếp cho Xuân Đỉnh theo số lợi trên bài là 0395 727582, địa chỉ cửa hàng là ngõ 42 đường Trần Cung, thành phố Hà Nội. Ba cặp loa ngày hôm nay thì có một cặp Delong SCR88, dòng này thì rất là nổi tiếng, nhưng hôm nay rất tiếc lại về là không gây căng, nhưng loa là rất là xuất sắc. Một cặp Diatone 501, một cặp Diatone 38B, một cặp loa Bose 301 Series 5 Tentor, dòng này thì cũng không có hàng nhái và loa thì rất là chất, này củ bọc chống từ. Dòng này thì rất giống với những dòng loa Bose 301 AV mà giá tiền thì rẻ hơn rất là nhiều. Còn đây là hai chiếc âm ly xuất sắc của những dòng sân xui để phục vụ cho các bác. Những dòng này thì toàn là những dòng công suất lớn, các bác nghe nhạc và hát karaoke khi các bác nắp thêm vang và cũng rất là chất lượng. Bây giờ thì Xuân Đỉnh sẽ quay chi tiết cho các bác. Chiếc âm ly đầu tiên thì đó là chiếc âm ly sân xui 607X. Đấy. Hôm nay thì có 607X và có 907X. Đấy. 607X thì nó rất là vừa khuôn tiền. Giá bây giờ thì cũng rất là mềm mại rồi. Size của nó là size 47,5. Cả hồi gỗ piano bóng là đẹp xuất sắc luôn. Mặt tiền không có một vết xước. Công suất của chiếc âm ly này là 230W điện 100V. Dòng này thì bác nào đang chơi những dòng loa Chio 202, những dòng loa Bose, những dòng JB đánh sân xui rất tốt này. Ngoài ra đánh với Diatone rất là tuyệt vời. Dòng này trở kháng đánh từ 4 ohm. Đấy, volume, ba lăng. Bên này là các cái đường vào khi các bác di chuyển tín hiệu âm thanh. Còn đây là đường rách, là đường ra thôi. Nội thất bên trong thì Xuân Đỉnh cũng mở luôn máy để các bác có thể nhìn thấy rõ vì máy nó rất là mới. 8 sò, 2 tụ, 1 nguồn. Mức giá tiền thì chỉ có 5 triệu đồng. Máy móc bên đằng trước, đằng sau, sắp xì các bác có thể nhìn thấy rõ, mới tính còn. Điện 100V, công suất 230W. Mức giá tiền thì chỉ có 5 triệu đồng cho một chiếc âm ly sân xui đẹp xuất sắc như này. Đây là dòng sân xui 607X. Đàn em của XDCAT. Sang bên này thì nó một chiếc âm ly 907X. Thì cách đây 2 ngày Xuân Đỉnh có lên một chiếc 907X DCAT. Thì hôm nay là nên là 907X. Đấy, thì nó là đời ra trước so với 907X DCAT. Giá tiền thì nó lại mềm mại hơn rất là nhiều. Đấy, cũng cấu hình thì nó đều giống nhau luôn. Dòng này thì cũng đánh hai cầu loa AB. Công suất của dòng này thì nó là 370W, có chỉnh bát check bằng tần số. Cũng như cần ton đèn sáng thì bát check mới có tác dụng. Đấy. Công suất thì rất là lớn. Đây là volume, đây là ba lăng. Dòng này thì rất dễ sử dụng. Cũng size của nó là size 47,5. Vỏ gỗ, phủ piano bóng đẹp, gần như là mới tinh. Nội thất bên trong cũng vậy. Ở chiếc âm ly này thì Xuân Đỉnh chia sẻ cũng như nhấn mạnh với các bác là cái phần sắt xi. Dòng này nó làm thiết kế cái khung của nó là toàn bộ bằng đồng. Đấy, mà cái chất đồng ở đây nó rất là mới. Rất mới. Nguồn, tụ. Dòng này thì chạy 8 sò saken 2 vít. Nó tương đương như những dòng đầu 9 mà chạy 16 sò. Thì đây là sò 2 vít, sò to luôn. Đấy. Công suất là 370W. 4 tụ lọc nguồn và 1 nguồn xuyến khủng. Thì hôm trước bạn nào mà đang xem những cái dòng 907X để cát mà mua hụt của Xuân Đỉnh thì hôm nay đây cũng là một những dòng âm ly để ra trước 907X để cát, nhưng giá tiền thì sẽ mềm mại hơn vì máy của chiếc âm ly này thì rất là mới. Đây là phía đằng sau rất là nhiều cổng vào này. Đấy. Series của máy này 57333, điện 100V, công suất 370W, máy rất là mới luôn. Đây đọc luôn cả series máy cho các bác. Và chiếc âm ly này thì Xuân Đỉnh giao lưu với bác mức giá chưa đến 10 triệu đồng, 9 triệu 8. Dòng này thì phối ghép được các loại loa bát 30-40, hình thức đẹp xuất sắc, mà giá tiền thì chưa đến 10 triệu. Máy móc nội thất bên trong rất là mới, zin tuyệt đối luôn, đã test là hoạt động tất cả các tính năng. Mức giá tiền thì chỉ có 9 triệu 8 thôi, so với XDCAT thì nó rẻ đi khoảng độ 3 triệu. Thế bác làm cần những chiếc âm ly công suất lớn mà lại ra đời trước và hình thức đẹp xuất sắc như này thì không nên bỏ qua chiếc âm ly 907X DCAT này. Đây là hai cái âm ly Xuân Đỉnh quay cho các bác. Còn bây giờ thì lại quay đến loa. Cặp đầu tiên thì nó là cặp Bose. Đây là dưới chân đế còn nguyên bụi bẩn, nhưng Xuân Đỉnh cũng tháo luôn cả củ loa, các bác có thể nhìn thấy rõ. Đấy, màng của nó dập số luôn.
Dòng này dòng bốt 301 series 5, cách đây khoảng độ 1 năm trước thì số đỉnh cũng có bán về dòng này, thì hôm nay cũng lại về thêm để phục vụ cho các bác. Vì đây là những cái dịp cuối năm thì các bác có nhu cầu về KH gia đình thì không nên bỏ qua những cái dòng bốt này, mà mức giá tiền thì cũng mềm mại. Quan trọng nhất là cái dòng series 5 tem to này thì không có hàng nhái. Loa này thì vẫn sử dụng là 3 đường tiếng, một tép đằng trước và một tép ở phía đằng sau. Còn đây là củ loa bát cũng như số đỉnh tháo cho các bác. Dòng này thì nó sử dụng là 2 bóng tụ. Đấy, và cái củ bát của nó là củ bọc chống từ bát 20. Gân của nó là gân mút màng giấy rốn vải. Loa thì đã kiểm tra cũng như cái chất loa. Ở đây thì cái số đỉnh có bán cho các bác thì nói rõ là loa là còn nguyên zin. Ở những cái đời này thì cũng có những cặp sẽ phải thay gân, vì cái gân nó mục thì mình thay nó không ảnh hưởng gì cả. Nhưng nếu thay được gân thì sẽ tốt cho các bác. Còn ở đây mà gân zin mà đẹp như này thì các bác cứ an tâm về chất lượng, cũng như cái đảm bảo với các bác là dùng 2-3 năm không phải nghĩ gì đến gân. Loa rất là chất nhé. Đây là dòng Bose 301 series 5 tem to, và dòng này thì được sản xuất tại Mỹ, USA luôn. Ở đây thì số đỉnh sẽ quay ở phía đằng sau, các bác có thể nhìn thấy rõ cái thông số của cặp loa. Ở đây số đỉnh sẽ quay đằng sau cho các bác. Ở những cái đời Bose 301 series 5 tem to thì nó sẽ thiết kế là trái phải chiếc bên dưới là loa bên phải, của chiếc bên trên là loa bên trái. Dòng này thì có trở kháng là 8 ohm, công suất của này là 150W, được sản xuất tại Mexico. Đấy. Rất là chất luôn. Cái chất gỗ dòng này rất là thơm. Loa này thì các bác là vừa nghe nhạc vừa hát karaoke, và đây là những cái mặt hàng mà hàng xịn sò, không có hàng nhái, để đảm bảo về chất lượng cũng như cái kết cấu của loa. Ở đây thì số đỉnh bán cho các bác cặp loa này mức giá chỉ có 6 triệu đồng. Giá này là giá cực kỳ là tốt, chỉ có tại cửa hàng số đỉnh Bose 301 series 5 tem to. Dòng tem bé thì sẽ có hàng nhái, còn riêng dòng tem to thì các bác cứ an tâm là sẽ không có hàng nhái đâu. Cho nên là các bác không phải nghĩ về chất lượng về loa nữa. Ở đây số đỉnh bán cũng như đảm bảo cho các bác loa là không zin thì số đỉnh sẽ tặng cho các bác luôn, và loa không hề có cuốn lại gì cả nha. Bose 301 series 5 tem to, mức giá tiền chỉ có 6 triệu đồng. Các bác nhanh tay mà chơi những cặp bốt chất lượng thì cứ alo số đỉnh. Bên này là ba cái cặp loa rất là to, toàn bộ đều là bát 31, 32. Cặp đầu tiên là cặp Diatone 38B, căng cước thì còn đầy đủ hết, căng tem mác đầy đủ. Diatone 38B này thì nó là dòng đời cao của hãng Diatone. Dòng này thì sử dụng cấu hình là một bát 32, kiềng xương đúc, gân mút màng giấy, một chung 14 và một tép đôm. Dòng này thì có hai tinh chỉnh chung tép. Dòng 38B thì thùng nó là thùng lạm gỗ và loa thì rất là nặng. Cặp này thì có kích thước chiều cao tổng quan là 66, chiều ngang là 39 và chiều sâu là 30. Nó nặng là gần 30 cân một chiếc, thùng lạm gỗ chất. Dòng này thì đã được thay gân rồi, thì các bác là vừa nghe nhạc cũng vừa hát karaoke 2-1 cũng rất là tiện dùng. Công suất 80W trở kháng 6 ohm, Diatone 38B. Cái đời 38B này thì nó toàn bộ củ, nó là củ Anico móng ngựa, nên dòng này thì các bác nghe nhạc cũng rất là hay. Hình thức loa này còn đẹp, vuông thành sắc cạnh. Góc cạnh đằng sau. Cặp này thì giá cũng rất là tốt cho các bác. Số đỉnh dự bán là 5 triệu đồng. Diatone 38B. Loa thì bát to mà giá tiền thì chỉ có 5 triệu đồng. Thì các bác là vừa nghe nhạc vừa hát karaoke thì những dòng loa này thì quá đẳng cấp rồi. Mà lại ngon bổ rẻ. Diatone 38B nhá, mức giá 5 triệu đồng. Cặp số 2 là cặp Diatone 501. 501 này thì nó là thiết kế sang ngoại đời 3 số rồi. Thì những cái dòng này thì nó sẽ là dòng loa đối xứng bên trái bên phải. Diatone 501 thì cũng cấu hình là bát 32. Gân của nó là gân mút màng giấy. Đấy, một chung đôm và một tép đôm. Một đây gọi là DS501. Thì ở những cái dòng đầu năm này thì có 501, 503 và 505. Đấy, thì cái dòng 501 này nó rất là vừa khuôn tiền. Loa này có kích thước chiều cao đạt 68, đấy, chiều ngang nó là 38 và chiều sâu của loa là 35, tức là cái hậu loa rất là sâu. Dòng này thì nghe nhạc rất là hay luôn rồi, dòng này thì nó quá nổi tiếng. Thùng thì còn vuông thành sắc cạnh, trở kháng 6 ohm, công suất của loa là 100W một loa. Cũng thiết kế là bên trái bên phải, left right. Loa này thì cũng rất là nặng. Ở đây thì những dòng Diatone thì Xuân Đình cũng chia sẻ các bác là nên thay gân thì tiếng sẽ mềm. Và ở đây những cặp loa này Xuân Đình đã thay gân cho các bác rồi. Về các bác chỉ việc sử dụng thôi. Và những dòng loa Diatone thì các bác cứ ghép cho Xuân Đình vào những dòng âm ly sơn xui hoặc những dòng Pioneer. Vì dòng này đã được thay gân rồi thì cái tiếng nó rất là tốt. Loa 3 đường tiếng, trung đôm, tép đôm, bát 32 của kiềng xương đúc.
Và riêng cái tầng 501 này thì nó cũng lại thiết kế là 3 phân tần riêng biệt, cho nên những cái loa này nó rất là gấu, rất là chất, hậu, sâu. Cửa hàng xuất đỉnh đang bán cho các bác cặp loa này với mức giá là 8.500.000 đồng, Diatone DS501, giá là 8.500.000. Và cuối cùng trong video ngày hôm nay thì một cái cặp loa cũng rất là khủng của hãng Đà Long, đó là Đà Long SCR88. Ở cặp loa này thì xuất đỉnh quay cho các bác bằng những cái kiềng loa, đây là những cái kiềng loa nguyên lớp mạ chrome mới kính con. Rất tiếc là cặp này về thì nó không có ê căng, nhưng cái những cái kiềng loa này rất là chất, gân mút màng carbon. Bát cửa này là bát 32 trung 12 và một tép để trở kháng 6 ohm, công suất maximum 200W, độ nhạy 91 dB. Loa này thì nó nặng là hơn 30 cân một chiếc. Tình trạng của loa là nó thiếu ê căng, nên xuất đỉnh bán giá mềm cho các bác. Cặp này thì chỉ có mức giá là 8.000.000 đồng. So với cái cặp mà có đủ ê căng thì nó rẻ đi khoảng độ hơn 2.000.000. Những dòng này thì nó cũng khá là hiếm, vì những cái loa mà có những cái kiềng loa nó đẹp như này nó rất ít. Đây là kiềng zin, không có cái sơn nào mà sơn được cái màu này cả, để các bác an tâm. Đấy, hàng thì cứ bán là mộc mạc cho các bác. Tổng quan kích thước chiều cao 66, chiều ngang 38 và chiều sâu là 32. Loa nặng tầm 35 cân một chiếc. Dòng này thì loa nó rất là gấu. Còn tất nhiên thì thùng quách thì nó cũng vẫn là vuông thành sắc cạnh, nhưng loa thì nó cũng vẫn có chảy xước, chứ không thể tránh khỏi được. Vì bản thân một chiếc loa này nó đã nặng đến hơn 30 cân thì cái vấn đề vận chuyển mà chảy xước thì khó tránh. Và đây thì xuất đỉnh quay cho các bác là loa tổng quan rất là đẹp. Mức giá tiền thì chỉ có 8.000.000 đồng. Giá rất là tốt, mà dòng này thì nó khá hiếm trên thị trường. Đấy, các bác nghe nhạc và hát karaoke những cặp loa này thì rất là chất. Đà Long SCR88, loa không cái ê căng, mức giá là chỉ có 8.000.000 đồng. Và đây là những sản phẩm mà xuất đỉnh vừa quay chi tiết để phục vụ cho các bác. Cảm ơn các bác đã bớt chút thời gian theo dõi video cửa hàng, và các bác có nhu cầu thì cứ alo xuất đỉnh. Xin kính chào và hẹn gặp lại.